Thưa quý vị, thông thường giai đoạn cuối tháng 4 là lúc Nam Bộ bước vào thời kỳ chuyển mùa, nhưng năm nay thời gian chuyển mùa ở Nam Bộ đến sớm hơn do rãnh thấp xích đạo có xu hướng hoạt động sớm. Trong đêm nay và ngày mai, rãnh thấp xích đạo vẫn duy trì, vì thế ở khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông bất kỳ thời gian nào. Nền nhiệt ngày mai ở Nam Bộ vì thế cũng không cao, chỉ khoảng từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, khu vực các tỉnh dọc biên giới Tây Nam là Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa rào và dông mạnh, nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh cũng cao. Với khu vực Tây Nguyên, mưa rào và dông chủ yếu ở các tỉnh thành phía Nam như là Đắk Nông và Lâm Đồng, tuy nhiên lượng nhỏ chỉ từ 1 tới 3 mm. Do có mưa và mây nhiều hơn, nắng gián đoạn mà nền nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ không cao, chỉ từ 29 tới 32 độ. Rãnh xích đạo gây mưa ở Nam Bộ cũng là hình thái thời tiết tác động và gây mưa ở khu vực phía Nam của miền Trung, là các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận trong hai ngày nay. Đêm nay và chiều tối mai, khu vực này có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông vẫn xuất hiện. Nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi ngược trở ra tới Thanh Hóa vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu. Sáng sớm mai có sương mù nhẹ, ngày trời nắng vừa phải, nhiệt độ đồng nhất với khu vực Nam Trung Bộ chỉ từ 29 cho tới 32 độ. Ở miền Bắc, hình thái thời tiết chính chi phối cũng là khối khí lạnh yếu. Vì thế đêm nay ở Bắc Bộ trời vẫn còn có mây nhiều, nhưng mưa thì chỉ còn lác đác một vài nơi, hiện tượng sương mù nhẹ thì vẫn xảy ra nhiều nhưng không dày. Đến trưa và chiều mai, Bắc Bộ đồng loạt có nắng, Tây Bắc Bộ cường độ mạnh hơn, nhiệt độ cao từ 29 cho tới 32 độ. Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng chỉ thấp hơn một chút, từ 28 đến 31 độ. Trên biển, thời tiết đáng lưu ý đó là khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, những nơi chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo nên sẽ có mưa rào và dông về chiều và tối. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.